Một bảo vệ vì nghe thấy tiếng động lạ nên đã xuống tầng hầm kiểm tra. Ở đây ông sợ hãi phát hiện một thi thể bị ướp lạnh trong ngăn đá. Qua khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân là Omo, một sinh viên năm nhất. Nhưng cách đây một ngày ở phía ngôi làng xa xôi trong rừng, người dân lại bắt gặp cô ở giữa cánh đồng rộng lớn. Vậy rốt cuộc thi thể đông lạnh kia là ai? Hóa ra ngôi làng kỳ bí này là điểm dừng chân của mọi linh hồn. Tất cả người chết mất xác đều được quy tụ tại đây, rồi ngày đêm mong mỏi ai đó tìm thấy thân xác của mình để được siêu thoát. Ông trời dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu này, nên đã ban cho một ông chú có tên Giang con mắt âm dương, giúp ông có thể lắng nghe câu chuyện bi thảm của mọi linh hồn, rồi lên đường tìm lại thân xác giúp họ được siêu thoát. Hôm nay trên đường đi tìm kiếm thi thể giải thoát cho một linh hồn nữ sinh, chú Giang đã bắt gặp nam chính Kim Úc bị rơi từ vách núi trên cao xuống, may mắn rơi đúng vào một cành cây, nên anh đã giữ được tính mạng. Thế mà khi tỉnh dậy, anh lại hoàn toàn không biết ơn mà lại đòi rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên vừa ló mặt ra chỗ cũ thì đã bị bọn thế giới ngầm truy sát. Hóa ra lúc trước nam chính đã lừa 100 triệu từ tay ông trùm khu vực, khiến chúng truy đuổi anh khắp thành phố. Trong lúc tháo chạy, Kim Úc lại nhìn thấy một cô gái bị bắt cóc. Thế là lòng chính nghĩa nổi lên, quay lại video, rồi lớn giọng đe dọa chúng thả cô ta ra. Nhưng sự ngây thơ đó đã khiến cuộc sống anh hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, hai băng đảng đã chạm mặt nhau, lập tức lao vào giao chiến, giành lại con mồi. Một bên là lấy lại tiền, một bên là đập nát chiếc điện thoại chứa bằng chứng phạm tội. Chúng là một tổ chức thế giới ngầm hoạt động bành trướng khắp cả Hàn Quốc, lúc bấy giờ chuyên thực hiện những phi vụ bắt cóc lớn nhỏ trong phạm vi của chúng. Nhân lúc hai bên còn đang phăng phập kịch liệt, nam chính nhân cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên lúc băng qua đường, anh đã bị một chiếc xe tông trúng. Bọn thế giới ngầm thấy xung quanh quá nhiều người, nên cũng không dám ra tay lộ liễu mà đợi cho nam chính xuất hiện một cái, rồi hốt luôn một lần. Xong việc còn định chôn sống nam chính xuống đất để bịt miệng. Nhân cơ hội chúng không để ý, anh đã cố gắng tẩu thoát, nhưng không may lại té xuống vực. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nên chúng vẫn không ngừng tìm kiếm anh từ tối cho đến tờ mờ sáng. Vì quá sợ hãi, nên nam chính chỉ đành vác cái bản mặt quay về ngôi làng. Tuy nhiên người dân ở đây ai cũng nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí chủ quán cà phê Thomas còn gượng hỏi anh là ai, bởi lẽ khi một linh hồn được gửi đến đây, sẽ có một ánh hào quang từ trên bầu trời rơi xuống, và đi qua một cánh cổng thần kỳ, rồi tiến vào ngôi làng Ju-on. Thomas là người đứng đầu. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng tới giờ thi thể của anh vẫn chưa được tìm thấy, nên vẫn còn bị lưu lạc tại ngôi làng. Anh ấy tự lập nên quán cà phê, đồng thời quản lý mọi linh hồn được gửi tới. Tuy nhiên lúc nam chính xuất hiện thì lại chẳng có ánh hào quang nào cả, cũng không có ai thấy anh đi từ cánh cổng linh hồn ra, chứng tỏ anh vẫn còn là người sống. Khả năng cao nam chính đã trải qua cảnh thập tử nhất sinh, nên đã vô tình kích hoạt được con mắt âm dương ngủ quên bấy lâu. Nhưng nam chính cứ tưởng anh ta bị điên, nên đã đáp trả hồn nhiên. Mở tiệm kinh doanh thì không quen mặt khách hàng cũng là chuyện bình thường, không cần phải quá căng thẳng như thế. Sau đó nam chính đã xin mượn chiếc điện thoại gọi về nhà, nhưng ở đây lại chẳng hề có chút miếng sóng nào. Đến cả người dân cũng không ai biết dùng điện thoại. Một nơi kỳ lạ như vậy thật sự tồn tại hay sao? May thay cậu chủ Thomas ở đây cũng rất tốt bụng. Mặc dù biết rằng nam chính là người còn sống, nhưng vẫn cho ở lại qua đêm để lánh nạn, thậm chí còn pha nước cho anh uống lúc khát. Tuy nhiên, đêm đó tiếng một đứa trẻ khóc lóc ngoài hành lang đã tạo nên một sự chú ý trong anh. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng đứa bé giống hệt tờ thông báo tìm trẻ mất tích ở trên đường. Cứ tưởng rằng ngôi làng này đang cất giấu nhiều bí mật nên đã cắt hết đường dây điện thoại và sóng để che giấu. Lòng hành hiệp trượng nghĩa lại một lần nữa nổi lên. Sáng sớm hôm sau, nam chính đã rủ đứa bé trốn đi tìm mẹ, nhưng lạ thay, khi tới rìa ngôi làng thì cậu bé lại tự biến về chỗ cũ. Dưới sự giải thích của ông chú Giang gác cổng làng thì người đã mất không thể thoát khỏi nơi này được. Chỉ khi nào có ai tìm được thi thể của họ thì mới được siêu sinh. Nhưng nam chính lại không tin vào lời của ông, còn điên cuồng đi báo án tại trụ sở cảnh sát. Nhưng khi họ kéo đến nơi thì xung quanh chỉ là một nơi khỉ ho có gáy. Chỉ có duy nhất ông chú Giang là người sống tại nơi này. Đội trưởng mập mạp tưởng bị lừa một vố nên định ra tay đấm nam chính mấy phát thì cảnh sát trẻ run hô bỗng ngăn cản lại, vì anh cho rằng nam chính không giống vẻ đang nói đùa. Mặc dù không tin trên đời này có ma, nhưng trước những thông tin chính xác đến từng mm của nam chính thì việc điều tra hung thủ bắt cóc đứa bé hoàn toàn có tiến triển mạnh mẽ. Không những thế, anh còn giúp cho họ tìm được manh mối. Đó là ông bố dượng rất thường xuyên đánh con trai, nên cậu đã tự mình bỏ ra khỏi nhà đi tìm mẹ ruột. Điều đó khiến hắn nổi giận nên đã ra tay giết thằng bé, rồi lạnh lùng thủ tiêu cái xác ở trong một thùng chứa nước. Cảnh đó đã bị ông chú Giang sau núi quay lại làm bằng chứng kết tội cảnh sát. Ngay sau đó cũng ập đến tống tên ác ôn về với bản án tử hình. Còn bên này, nam chính đã giúp cậu bé được nhìn thấy mẹ mình lần cuối, ngoài ra còn chuyển lời của con trai cho cô là hãy sống thật tốt nhé. Nói dứt câu thì đứa bé ngoan ngoãn cũng dần dần tan vào mây khói. Thấy vậy nam chính cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Sau đó cảnh sát trẻ Junho đã phụ trách đưa người mẹ tới nhận thi thể con trai. Tuy nhiên, một linh hồn nữ sinh xuất hiện, hốt hoảng chạy theo chiếc xe rồi hô to tên của Junho. Điều đó đã khiến nam chính bất ngờ, vì chính cô là người bị bắt cóc mà anh tận mắt chứng kiến lúc trước. Thấy sự việc không hề đơn giản,
anh đã một lần nữa đứng lên hành hiệp trợ nghĩa. Nói là làm liền, anh đã nhờ cô người yêu Dong A tìm kiếm thông tin của cô gái này. Hóa ra cô ta tên là Zelna, vợ sắp cưới của cảnh sát trẻ Junho. Càng đáng chú ý là cô là một trong ba đứa trẻ duy nhất sống sót trong vụ hỏa hoạn lấy đi tính mạng của mấy chục người. Không hiểu sao bọn thế giới ngầm lại nhắm vào một người như cô. Chưa kịp suy nghĩ ra động cơ giết người, trên TV lại thông báo một vụ kinh thiên động địa khác. Một phóng viên trẻ đang trên đường tan làm về nhà đã bị hai thanh niên đi xe máy đánh chết không thương tiếc. Theo điều tra hiện trường thì tất cả tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Xung quanh cũng chẳng có một chiếc camera nào, chứng tỏ đây là một vụ mưu sát có lên kế hoạch bài bản. Sau khi xác định danh tính thì nam chính đã sửng sốt khi phát hiện nạn nhân vừa rồi chính là một trong ba đứa trẻ còn sống sót trong thảm họa năm xưa. Trùng hợp hơn nữa là em trai nuôi của anh, Nam Cúc, cũng là một trong số đó. Nhận thức được tình hình không đơn giản, anh đã hối thúc em trai mình nhanh chóng đi ra bến cảng nghỉ dưỡng một thời gian. Nhưng hôm sau, cảnh sát trẻ Junho đã tìm đến cửa tiệm cầm đồ, điên cuồng hỏi nam chính tung tích của đứa em trai đó đang ở đâu. Vì vụ việc này có liên quan tới cô người yêu Zelna của mình, nên Junho rất lo lắng và sợ hãi. Tuy vậy, nam chính vẫn quyết định giấu kín địa chỉ, vì sợ rằng cảnh sát sẽ gán tội lên người em trai của mình, do số điện thoại gần nhất mà Zelna gọi chính là số điện thoại của cậu. Thấy rằng không thể moi được thông tin hữu ích gì, nên Junho đã mời nam chính đi tâm sự mỏng ở đây. Anh ta đã khẩn cầu, anh hãy giúp mình. Junho cho rằng, nam chính là một người bình thường, nhưng lại luôn đi trước mình một bước. Không cần biết anh có thật sự nhìn thấy ma hay không, chỉ cần tìm được hung thủ, thì có thể giữ được an toàn cho cả Zelna cùng em trai của nam chính. Suy nghĩ một lúc lâu, anh đã gật đầu đồng ý và nói ra một thông tin tuyệt mật. Đó là trong đêm bọn thế giới ngầm lao vào tiệm cầm đồ tìm nam chính, anh đã nhanh chóng kiếm chỗ ẩn nấp, rồi sáng hôm sau bám theo gắn định vị vào xe của bọn chúng, nên giờ lần theo nó thì ắt sẽ tìm ra hung thủ. Có được thông tin tuyệt vời đó, Junho đã cong chân cong cổ chạy đi báo cáo cho đồng đội tại trụ sở, rồi lên xe tiến về nơi bọn xấu xa đang ẩn náu. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp đối phương. Chúng đã thông minh, thuê một lao công đem chiếc xe đó tới bãi phế liệu để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, thế nên chuyến đi này của phía cảnh sát là hoàn toàn vô ích. Junho vì không bắt được hung thủ nên đã phát tiết lên chiếc xe, sau đó tìm đến nhà người yêu của mình, tiếp tục điều tra. Tại đây, anh phát hiện đồ ăn trên bàn đã mốc meo, điện thoại thì không liên lạc được, ví tiền và căn cước công dân đều để ở nhà, nên đây đích thị là một vụ bắt cóc. Thậm chí, camera còn bị bọn thế giới ngầm xóa sạch thông tin, chỉ để lại duy nhất một video Zelna bước vào nhà để thách thức cảnh sát. Bên này, nam chính mặc dù biết rằng người yêu của Junho đã chết, vì linh hồn của cô đã được gửi tới ngôi làng bí ẩn rồi, nhưng sợ anh ta suy sụp không thể điều tra hung thủ, nên đã giấu kín. Thời gian qua, bọn thế giới ngầm vẫn luôn truy sát nam chính khắp nơi, đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của chúng, nên anh chỉ đành tìm đến ngôi nhà của ông chú Giang để ở ké, đồng thời gặp Zelna, để khai thác thêm một vài manh mối có ích. Tại đây, nam chính đã tình cờ phát hiện một linh hồn tài phiệt. Vì những đồ dùng trong ký ức trước lúc chết sẽ được đem theo, nên nơi ông ta ở là nguyên một căn biệt thự to trà bá ở trong làng. Qua cuộc trò chuyện của chú Giang và tài phiệt, nam chính đã biết được lý do tại sao thế giới ngầm lại truy sát ba cô nhi năm xưa. Ông ta nói rằng, trước khi chết đã làm việc cho một tập đoàn lớn, chiếm hầu hết thị phần trên cả nước. Tuy nhiên, chủ tịch vì mắc phải bệnh nan y do tuổi già, nên đã ra lệnh cho ba thuộc hạ thân tín đi tìm cháu của mình để cho thừa kế. Nhưng hai tên trong số chúng lại nảy lòng tham lam, bắt tay nhau lùng sục tất cả trẻ cô nhi năm xưa để truy sát. Với ý định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nên bất cứ cô nhi ở trung tâm nào cũng có thể là nạn nhân. Chưa kịp nói hết tất cả thông tin cụ thể về hung thủ là ai, thì ông ta đột nhiên mở nhạt dần rồi tan biến cùng căn biệt thự của mình. Hóa ra ở trong một công trường mới thi công, mọi người đã phát hiện hài cốt của ông nằm sâu dưới lòng đất. Thấy rằng sự thật bị đứt đoạn, nam chính đã tự mình đi tới nhà của Zelna để điều tra. Tuy nhiên, nơi này đã bị phong tỏa, nên không làm ăn được gì. Hết cách, anh chỉ đành giả bộ mình cũng từng là cô nhi, tiến tới tâm sự mỏng với Zelna để moi thêm chút thông tin. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Qua lời kể của cô, anh đã biết được đối thủ là kẻ mạnh như thế nào. Một mình nam chính thì không thể chống lại một tổ chức được, nên anh đã hạ cái tôi xuống bắt tay cùng cảnh sát trẻ Junho. Lúc này nam chính mới chợt nhớ ra, mình đã gắn định vị lên xe em trai, thế nên đã ba chân bốn cẳng phi một mạch xe về phía bến cảng tìm cậu. Trên đường đi, anh cũng liên lạc cho phía cảnh sát nhanh chân tới đó phối hợp phá án. Tuy nhiên, kẻ thù thì đứng sờ sờ ra trước mặt thì họ không bắt, còn tưởng nhầm là thương nhân nên đã giơ tay chào hỏi rồi rời đi. May thay cậu em trai cũng đã nhìn thấy bọn chúng, nên đã núp lùm, rồi nhân cơ hội có cảnh sát, lên xe tẩu thoát. Nhưng thế giới ngầm không phải dạng vừa. Chúng đã dự liệu được mọi hành động của con mồi, nên đã sắp xếp một xe ô tô dồn cậu đến cuối con hẻm trên núi, nơi không có camera giám sát, sau đó dùng xe tải tông thẳng vào con mạch khiến cậu ra đi mãi mãi. Nam chính ngồi trên xe nghe thấy tiếng động thông qua cuộc thoại, đã nhận ra chuyện không hay, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Khi đến nơi, họ chỉ biết đau khổ nhìn thi thể em trai lạnh ngắt. Sau xe, ông chú Giang đứng đằng xa không muốn lại gần an ủi, vì sợ rằng nam chính sẽ buồn càng thêm buồn.
tốt nhất là để cậu ta ở bên người yêu một thời gian ngắn là sẽ khỏi. Nhưng hình như chú Giang cũng có một nỗi khổ riêng chưa từng nói cho anh. Đó là trước đây vợ ông đã qua đời do lên cơn bạo bệnh, con gái thì đã mất tích hơn 10 năm qua không có thông tin. Cứ có linh hồn chết thảm nào được gửi đến ngôi làng, ông đều chạy hồng hộc đến kiểm tra xem có phải con mình không. Hôm nay, vốn mặc một bộ đồ thật đẹp để đi thăm vợ. Ông nói mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nên ông đã tới muộn. Chú Giang ngồi trước cho cốt của vợ mà buồn bã nói rằng, mình vẫn chưa tìm được con gái. Mặc dù đã nỗ lực thường xuyên phát tờ rơi khắp nơi, nhưng vẫn không có một chút thông tin tốt lành gì về nó cả. Xong việc, ông đã tới dự đám tang của em trai nam chính. Ngoài ra, lúc về còn mua món thịt bò mà anh thích nhất nữa. Ở với nhau lâu ngày, hai bên dường như đã phát sinh tình cảm cha con. Người thì không có cha mẹ, người thì không có con cái, nên ai cũng đều thấu hiểu cảm giác tủi thân của nhau. Hôm sau, ông còn đi nhậu với linh hồn thanh tra trong ngôi làng. Vác cái thân giả say khướt ngước về nhà nhìn trời, rồi cảm thấy ganh tị với mọi thứ. Ít nhất em trai của nam chính còn được tổ chức tang lễ, linh hồn cậu nhóc đáng thương lúc trước còn được gặp mẹ lần cuối. Còn ông thì thậm chí còn chưa được nhìn thấy con mình suốt 10 năm qua. Kẻ đáng thương gặp kẻ sầu đời là loại cảm giác gì cơ chứ? Dưới ánh trăng, ông và nam chính đã giải bày tất cả. Hai người đã cùng nhau vui vẻ ăn thịt nướng để quên đi nỗi buồn. Phía bên kia, hai tên sát thủ được phái đi truy sát cô nhi cuối cùng đã trở về kèm theo chiến lợi phẩm là mẫu tóc của tất cả nạn nhân. Phải nói là chúng rất tàn bạo, không chừa một thủ đoạn nào cả. Mặc dù sau khi xét nghiệm DNA chẳng mẫu nào trùng khớp với chủ tịch, nhưng chúng vẫn quyết không từ bỏ con mồi. Vì nếu khử đi đứa cháu của chủ tịch, thì ba thuộc hạ thân cận mỗi người sẽ được hưởng 1/3 số cổ phần của tập đoàn. Số đó mà quy ra tiền thì đủ nuôi cả dòng họ mấy đời không hết. Và thế là liên tục có nhiều cô gái xấu số lại bị hãm hại. Chỉ thấy chúng sai người điều tra một nữ sinh đại học. Chờ cô ấy tan trường rồi, chúng liền triệt hạ luôn con mồi. Xong việc còn man dợ đem vứt bỏ thi thể tại một bãi rác rồi lạnh lùng rời đi. Không lạ gì khi thấy linh hồn của họ được gửi đến ngôi làng. Không phải ai cũng chịu được đả kích rằng mình đã chết. Kể cả Zelna, khi vừa mới đến cũng điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi. Mặc dù được chủ cà phê Thomas chỉ dẫn tới một căn phòng sau núi, giúp cô đem hết mọi đồ đạc trong ký ức trước đây về nơi này, thì cô vẫn không thể chấp nhận được mà cho rằng mình chỉ bị ngất tạm thời. Zelna cho rằng, có lối vào ắt cũng phải có lối ra. Nói xong thì chợt nhớ đến cánh cổng ở sau quán cà phê, nên Zelna đã giả vờ xin vào làm thêm ở đó, để điều tra thêm thông tin. Tuy nhiên, mới ngày đầu tan làm cô đã gặp chuyện không hay. Một linh hồn xấu xa đã bắt cóc cô vào một bụi rậm sau núi. Lúc còn sống, hắn là một dâm tặc, già trẻ đều không tha, đến lúc chết bản tính hắn vẫn không hề thay đổi. Ngay lúc dâm tặc định ra tay làm điều xấu, thì nam chính từ đâu bay tới, rồi ra sức vật lộn với hắn ta, câu giờ cho Zelna gọi thêm người tới. Mặc dù bị đâm vào người một nhát, nhưng nam chính chả hề hấn gì cả. Điều đó là đương nhiên, vì người chết không thể làm hại được anh, nhưng anh thì lại có thể gây tổn thương lên dâm tặc được. Không giết được, nhưng vẫn có thể làm đối phương đau đớn, dạy cho dâm tặc một bài học. Xong xuôi, tưởng rằng hắn đã giác ngộ, nên đã rủ lòng thả đi. Vì nếu bị dân làng bắt được, thì coi như đời hắn đi tong. Khi mọi người lũ lượt kéo đến, thì nam chính đã giả nai bị vật ngã, nên để tuột con mồi vào rừng sâu. Tuy nhiên, một cô gái nóng bỏng khác lại tiếp tục bị nhắm đến. Nhưng sức phản kháng của cô rất mạnh, vì vậy hắn không sơ múi được miếng nào, nên đã thẳng tay đâm vào lưng cô mấy nhát rồi bỏ trốn. Lúc dân làng đem được cô về thì vết thương đã tự lành lại. Vì trong làng còn rất nhiều trẻ nhỏ và phụ nữ, nên mọi người đã thống nhất vẽ một bức chân dung về dâm tặc, rồi dán ở khắp nơi trong ngôi làng. Linh hồn chú Thanh Tra và chú Giang cũng được cử đi tuần hàng ngày để giữ an toàn cho mọi người. Vì không ai biết được nếu linh hồn bị chết một lần nữa sẽ phải đi về đâu. Hôm nay ngôi làng lại chào đón thêm một thành viên mới. Cậu ta là Mắt Kiếng, một thanh niên vì quá áp lực điểm số nên đã tự gieo mình xuống sông Hàn. Đến lúc chết đi rồi vẫn lải nhải là ba mẹ không thương mình đâu. Chưa nói dứt câu thì bà già bên cạnh đã uýnh cho một cái. Cũng là một người mẹ, nên bà đã lớn giọng quát mắng, không có cha mẹ nào lại không đi thương con cái của mình cả. Chỉ là cách họ thể hiện tình cảm khác với người ta thôi. Quả nhiên không lâu sau đó, cha mẹ Mắt Kiếng cùng cảnh sát đã thành công trục vớt thi thể của cậu ở dưới sông. Lý do cậu được tìm thấy nhanh như vậy là vì bậc cha mẹ đã điên cuồng tìm kiếm trong mấy ngày liền, chứng tỏ lời bà già kia nói là đúng. Trước lúc tan biến, Mắt Kiếng đã ôm lấy tay nam chính, nhờ anh chuyển lời cho Zelna rằng người thân đang cật lực tìm cô, nên cô hãy yên tâm và vui mừng thật nhiều nhé. Nói xong thì cậu cũng theo làn gió mà bay đi. Tên dâm tặc từ xa thấy được, tưởng nam chính là thần chết, nên đã lén lút bắt cóc một đứa trẻ trong làng, uy hiếp anh phải đưa mình ra khỏi ngôi làng kỳ quái này. Tuy nhiên, cha đứa bé đó lại là một thanh tra kỳ cựu, nên rất nhanh đã lao lên khống chế tên xấu xa ấy. Nhưng người mẹ vì đỡ cho con trai một nhát, nên cũng đã bị thương khá nặng. Chiếc vòng cổ từ đó cũng vô tình rơi ra, để lộ bức hình nam chính lúc nhỏ, những ký ức lúc trước bỗng ùa về. Từ lúc mới 5 tuổi, anh đã phải chịu cảnh mất mẹ, mất cha, rồi bị luân chuyển từ cô nhi viện này tới cô nhi viện khác, nên hình bóng cha mẹ dần dần đã phai nhòa trong tâm trí anh.
Nhưng có một điều mà nam chính không bao giờ quên được, đó chính là mẹ anh đã tự tay làm một chiếc vòng cổ có hình mình, rồi luôn luôn đem theo nó trên người. Nhận thấy người mẹ mà mình tìm bao nhiêu năm nay đang hiện ra trước mắt. Mặc dù đau lòng, nhưng anh vẫn quyết tâm không kể ra sự thật. Sở dĩ anh đang phải giả dạng làm người chết ở trong ngôi làng này, để âm thầm giúp đỡ các linh hồn tìm được thi thể của mình lên. Nếu mẹ anh mà biết được con trai mình đang ở trong ngôi làng này, thì bà ấy hẳn sẽ rất đau buồn vì nghĩ nam chính đã chết. Phía bên này, tên dâm tặc đã bị trưởng làng Thomas tức giận kéo vào nhà kho, rồi trừng mắt đe dọa sẽ khiến hắn phải trả giá bởi những hành động đổi bại của mình. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của nam chính và ông chú Giang, họ đã rất nhanh tìm ra nơi gây án trước đây của tên dâm tặc. Người vợ trong gia đình này vì bị hắn ức hiếp quá đáng, nên ông chồng trong lúc nóng giận đã quá tay tiễn hắn đi chầu ông bà tổ tiên. Dưới sự khuyên nhủ của nam chính, cuối cùng họ cũng đồng ý đi tự thú. Còn ông chú Giang không biết lấy đâu ra bộ đồ oách xà lách, hùng hổ lao vào trụ sở cảnh sát rồi tự nhận mình là đại gia, định xây căn biệt thự to trà bá quanh khu này. Cơ mà nghe đồn ở đây quá nhiều tội phạm trốn trại, nên đang quan ngại. Ban đầu cảnh sát rất tự tin, bảo mỗi tên trong trại đều bị gắn định vị, không thể nào tháo ra rồi tự mình gây hại cho dân được. Tuy nhiên, dưới sự tra hỏi mạnh mẽ từ chú Giang, thì cuối cùng chuột cũng lòi đuôi. Vì làm ăn chỉnh mảng, nên thực sự cảnh sát đã để lọt một tên tội phạm trốn khỏi trại, và đó chính là tên dâm tặc vừa bị gông cổ ở ngôi làng kỳ lạ kia. Dưới hợp tác của nạn nhân bị hắn ta hấp diêm, rất nhanh cảnh sát đã tìm được thi thể bị chôn vùi dưới đất, cuối cùng đã giải phóng tên dâm tặc đó, giữ lại bình yên trong ngôi làng. Đột nhiên ông chú Giang trở nên hốt hoảng. Ngay khi nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói rằng đã tìm thấy con gái mất tích của ông, cô ta tên là Hai Onji, đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Nhưng để có được địa chỉ cụ thể, thì phải đổi lại 5 tỷ. Chú Giang không có nhiều tiền như thế, nên đã đem hết kỷ vật quý giá đi bán, thậm chí ông còn mượn thêm vòng cổ của nam chính. Xong việc, ông đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu thanh niên lạ mặt rồi. Lần theo địa chỉ tiến tới cửa hàng tiện lợi đó tìm con gái, tuy nhiên nhân viên ở đây lại bảo không có ai tên Hai Onji làm việc cả. Rõ ràng là chú Giang đã bị lừa một vố đau đến người. Hết cách, ông chỉ đành cầu cứu bạn thân mập mạp của mình ở sở cảnh sát. Đối phương cũng lo lắng, bảo ông hãy yên tâm, mình sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm tung tích về Hai Onji, sau đó trấn an chú Giang để ông bình tĩnh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới tắm rửa xong một chút, thì cô người yêu dong A của nam chính đột nhiên xông vào nhà. Ban đầu nam chính và chú Giang còn tưởng cô đã chết, nên đã hốt hoảng nhảy cẫng lên chất vấn từ đầu đến chân. Bởi không liên lạc được cho nam chính, nên cô đã tự mò tới tận đây. Đến nơi còn không quên Felix, mình là trùm tìm kiếm người. Sau đó đợi nam chính đi ra ngoài, cô đã mở lời giúp chú Giang tìm cậu thanh niên lừa tiền kia. Quả nhiên, ngày hôm sau Dong A đã lần ra địa điểm tại một quán net, rồi dẫn ông tới tận nơi đóng giả phụ huynh, lôi cổ con trai về nhà. Bị bắt tận nơi, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng chối bỏ không lấy tiền của ai cả. Cho đến khi có cảnh sát đến, thì cái mõm hắn đã không thể mở được nữa. Sau đó tất cả tiền đã được cảnh sát mập mạp trả về cho chú Giang. Do vậy ông rất vui mừng về làng uống rượu cùng thanh tra bác, kể về những việc phi thường mà mình vừa làm. Đó là trong một lần điều tra một tội phạm giết người hàng loạt. Để siêu thoát cho một cô gái xinh đẹp trong làng, ông đã dựng cả tóc gáy khi lần đầu bắt gặp hắn ta. Ánh mắt sắc lạnh, khiến ai nhìn vào cũng toát lên vẻ sợ hãi. Chưa dừng lại ở đó, thi thể cô gái còn bị giấu tại một khu đông lạnh dưới tòa nhà. Sau khi phát hiện, chú Giang đã làm thủ tục đốt lá bùa siêu thoát cho thi thể, rồi báo cảnh sát đến hiện trường. Thu dọn hiện trường, Junho vì tưởng rằng đó là thi thể của cô vợ sắp cưới Gieo Na của mình, nên cũng hốt hoảng chạy một mạch tới hiện trường kiểm tra. May thay đó không phải cô ấy, nên anh đã phần nào cảm thấy nhẹ lòng. Phía bên này, bọn thế giới ngầm vẫn không chịu buông tha cho nam chính, ngày nào cũng trực trước cửa nhà để úp sọt anh. Tuy nhiên, đã 3 ngày trôi qua mà không tìm thấy tung tích, nên chúng đã điên cuồng tiến vào đập phá đồ đạc trong nhà. Điều đó khiến tên đầu sỏ Giang vô tình nhìn thấy bức ảnh kỷ niệm trên sàn. Trong đó có khuôn mặt của người yêu Dong A của nam chính quả nhiên ngày. Hôm sau chúng đã hùng hổ lao vào tiệm cầm đồ, để tìm người may thay. Dong A có việc đã đi ra ngoài chỉ để lại ông chú. Chú Giang trong cửa tiệm trên đầu sỏ Giang tưởng nơi này đã đổi chủ, nên đã chủ động rời đi. Nhận thấy tình hình không ổn, ông đã liên lạc cho mọi người. Nam chính còn gọi cả Junho tới đối chứng hung thủ bắt cóc Gieo Na nữa. Thế là qua đoạn video do camera ghi lại, họ đã xác định được danh tính của bọn thế giới ngầm. Junho lập tức cùng đồng nghiệp lao đến hang ổ của đầu sỏ Giang, đe dọa hắn về đồn cảnh sát nói chuyện cho sáng sủa. Tuy nhiên, hắn vẫn rất bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát. Kể cả khi Junho đưa những bức hình nạn nhân ra, thì Giang vẫn không tỏ ra chút sợ hãi gì. Cuối cùng, không đủ chứng cứ, nên họ đã thả hắn ra về. Soi đến tận nhà rồi mà vẫn không có cách nào bắt được, nên nam chính và Junho đã bắt tay nhau cùng tìm ra chứng cứ. Junho thì chủ động chuyển công tác qua nhóm đảm nhận vụ tìm Gieo Na, điên cuồng điều tra vụ án mất tích hàng loạt dưới kho tài liệu. Nam chính thì lạnh lùng gọi điện tới đe dọa sẽ báo thù thế giới ngầm. Xong việc, cả hai tìm tới chủ tịch tập đoàn Mặt Trời để điều tra. Tuy nhiên, vệ sĩ của bà ta đã cản lại hành động của hai người. Thất vọng, họ chỉ đành quay về tay không.
Nhưng khi Jun-ho quay lại trụ sở cảnh sát, thì có một nhân vật lớn của tập đoàn mặt trời tới gặp mặt. Ông ta là Mắt Kiếng, một trong ba cấp dưới thân cận của chủ tịch. Ông tới đây là để trao đổi thêm một số thông tin với Jun-ho về vụ án gần đây, mong rằng hai bên nếu có chuyện gì xảy ra, hãy chủ động liên lạc cho nhau. Còn về phía nam chính cũng trở về ngôi làng nghỉ ngơi một thời gian. Ở đây, anh đã chủ động tạo quan hệ tốt với mấy đứa nhỏ trong làng, để dễ dàng tiếp cận hơn với người mẹ Misa của mình. Dù vậy cơ mà trong lúc vào quán cà phê Hawaii trong làng, Zelna đã gọi thẳng tên của anh để trò chuyện. Người mẹ vô tình nghe thấy giống tên con trai mình, nên đã sửng sốt hỏi rõ thông tin cụ thể của nam chính, nhưng anh đã dùng danh tính giả để qua mặt bà. Cũng may lời bàn tán của mọi người về lễ hội kỷ niệm thành lập làng đã cắt ngang không khí căng thẳng đó. Đây là dịp để tất cả người chợt nhớ về người thân của mình. Ai cũng tất bật chung tay trang trí cho ngôi làng trở nên lấp lánh. Không khí xung quanh trông rất vui vẻ, tất cả đều mặc lên mình những bộ đồ thật đẹp để chụp hình. Bên này, trưởng làng cũng đã làm nên một chiếc khinh khí cầu to bự. Zelna là một trong những người may mắn được lên đầu tiên. Trong lúc bay bổng, thì ký ức tươi đẹp lúc trước lại hiện lên. Jun-ho trong bộ đồ quân phục đến cầu hôn cô một cách ngại ngùng. Không ngờ một cảnh sát ưu tú đặc biệt lạnh lùng cũng có ngày dịu dàng như vậy. Đột nhiên, hình bóng Jun-ho xuất hiện xa xa trên cánh đồng hoa phía trước. Zelna bất ngờ không kìm được lòng mà lớn tiếng gọi anh, cơ mà cố gào thét đến mấy, thì âm thanh của hai thế giới vẫn không chạm được vào nhau. Lúc này cô chỉ biết dõi theo bóng hình của Jun-ho mà thầm ước nguyện, mong rằng sẽ có một phép màu do ông trời ban tặng cho hai người gặp nhau. Hóa ra đây không phải là sự trùng hợp, mà do trưởng làng nhờ nam chính thực hiện, vì thấy rằng Zelna không có cha mẹ hay bất kỳ người thân ruột thịt nào, nên muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn trong dịp lễ tưởng nhớ này. Thế là nam chính đã giả vờ gọi Jun-ho đến nơi này, rồi bảo anh chờ mình đi vệ sinh một lát sẽ quay lại. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà họ có thể làm cho Zelna. Sở dĩ quá khứ của ai trong ngôi làng này đều không được mấy tốt đẹp, nên trưởng làng đã tự tay tạo nên dịp lễ này, biến khung cảnh trở nên đầy màu sắc như một công viên thu nhỏ. Nhân lúc mọi người đang đắm chìm trong niềm vui ngoài kia, Zelna và nam chính đã chuẩn bị chiếu một thước phim chứa đầy khuôn mặt mọi người, rồi gọi vào để cùng nhau nhìn lại quãng đường vừa qua. Tuy nhiên, ánh mắt của nam chính cứ nhìn chằm chằm vào bà Misa. Ông chú Giang nhìn vậy cũng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hóa ra thù lao cho việc trông cửa tiệm của Jong A là một bữa ăn hoành tráng. Ở đây cô đã vô tình nói ra tên mẹ của nam chính, trùng hợp bà Misa trong làng cũng mang một cái tên như vậy. Hơn nữa, hôm nam chính uống rượu với trưởng làng say be bét, cũng một mồm nói ra mẹ đứng trước mặt mà không nhận ra mình. Kết hợp những điều này lại, chú Giang cho rằng bà Misa là mẹ của anh. Quả nhiên, khi ông định khui bày tất cả, thì nam chính đã ngăn lại rồi kéo ông vào trong phòng nói hết sự thật rằng mình không muốn mẹ buồn, điều đó đã chứng minh suy đoán của ông là chính xác. Ông với vẻ mặt hận thù đứng trước cánh cửa linh hồn, tức giận mắng mỏ. Tại sao ai cũng được hạnh phúc, còn mình thì chưa được gặp con gái trong suốt 10 năm qua. Cách đây rất lâu, chú Giang là một giám đốc vận hành trong một công ty xây dựng. Công việc bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm đến con gái bé nhỏ. Nhân ngày sinh nhật hai Onji, ông đã xin về sớm để tạo bất ngờ. Tuy nhiên mới rời mắt đi mua kem khoảng 10 phút, quay lại đã không thấy con gái đâu. Ông và vợ hốt hoảng lớn tiếng gọi to tên hai Onji ở khắp công viên, cơ mà vẫn không có dấu hiệu khả quan là mấy. Từ cú sốc này tới cú sốc khác đã khiến ông từ bỏ tất cả công việc, dồn hết tiền để in hàng trăm tấm ảnh tìm con gái mất tích. Ngày qua ngày đều trải qua cảm giác đau khổ mà rơi nước mắt. Phía bên này, Jun-ho cũng đang điên cuồng điều tra về các vụ án mất tích, nhận thấy chúng có mắt xích liên quan đến nhau một cách kỳ lạ. 27 năm về trước, con gái của chủ tịch tập đoàn mặt trời chết. Sau đó, quản gia cũng chính là mẹ của nam chính mất tích. Rồi nạn nhân kế tiếp là thanh tra Bắc đang điều tra vụ án, chứng tỏ hung thủ đang muốn xóa sổ những người nhúng tay vào phi vụ của mình. Nói đến đây, Jun-ho lập tức đi gặp mặt chủ tịch mặt trời để làm rõ. Tại đây, anh đã nêu ra giả thuyết mà mình suy đoán. Qua thông tin được cung cấp, rất có thể hung thủ là cấp dưới thân cận trong công ty. Nghe tin, bà sẽ để lại tất cả cổ phần cho cháu gái, nên hắn đã thuê bọn thế giới ngầm ra tay với các nhân vật tình nghi. Trình bày xong động cơ gây án, anh cũng nhắc nhở bà, nếu nghi ngờ ai hãy gọi ngay cho mình. Lúc này, cảnh sát cũng đã xông vào hang ổ của thế giới ngầm, phát hiện số lượng lớn hàng hóa đều dán tem giả mạo ở trên, nên đã gọi bọn chúng xuống để giải trình sự việc. Đương nhiên đây là một cái bẫy do nam chính và Jun-ho bày ra. Nhân lúc chúng bị cảnh sát cầm chân bên dưới, Mập Mạp và đồng đội đã lẻn vào văn phòng điều tra chứng cứ vụ mất tích. Nhóm nam chính cũng lợi dụng điều đó, hóa trang thành vệ sĩ tập đoàn mặt trời. Trong lúc ông chú Giang làm loạn câu giờ, nam chính đã lôi chủ tịch vào một căn phòng để trò chuyện. Tại đây, anh đã hỏi rõ tai nạn của con gái bà năm xưa, rồi buồn bã nói mẹ mình cũng đã mất sau khi biết chuyện. Rõ ràng cái chết của mẹ mình có liên quan đến gia đình của chủ tịch, nên nhất định anh sẽ tìm ra hung thủ rồi giúp bà làm rõ vụ việc năm đó. Vừa nói dứt câu thì vệ sĩ bên ngoài cũng hét toáng cả lên, chủ tịch chỉ đành mở cửa giả vờ mình muốn một mình rồi rời đi. Nhân cơ hội, nam chính cũng lẻn ra ngoài tẩu thoát cùng Jong A và chú Giang. Cùng lúc đó, tại ngôi làng, cậu Mập vô tình buột miệng gọi biệt danh của nam chính. Bà Misa nghe xong thì sững người, hốt hoảng chạy đi tìm Zelna. Cô cũng nói rằng nam chính họ Kim và biệt danh là Ánh Dương Rực Rỡ,
Bà nghe xong thì lập tức ngã quỵ xuống đất, tưởng rằng con trai đã chết nên mới được gửi tới nơi này. Nên bà đã chạy ra ngoài cánh đồng rồi hét lớn, trách móc ông trời rồi liên tục xin lỗi vì không thể bảo vệ được con trai của mình. Màn đêm dần buông xuống bao trùm ngôi làng. Một căn nhà to bự bí ẩn bỗng hiện ra trước mắt Zelna, sau đó trưởng làng với vẻ mặt đáng sợ cũng bước vào căn nhà. Trước đó, cô cũng tình cờ phát hiện anh ta đang mài một con dao sắc nhọn. Quá tò mò nên cô đã kéo theo nam chính cùng mình tới điều tra. Đợi trưởng làng rời đi, rồi hai người đã lẻn vào trong nhà. Nam chính với tay nghề lừa đảo nhiều năm, vừa nhìn đã dễ dàng bẻ khóa. Tuy nhiên, một tiếng động lạ kèm theo lời kêu cứu bỗng vang vọng xung quanh. Mặc dù sợ hãi, nhưng họ vẫn quyết tâm tìm ra sự thật của nơi này. Thế là nam chính đã mạnh dạn phá cửa xông vào. Khuôn mặt một người đàn ông ghê rợn xuất hiện, tự xưng mình vẫn còn sống. Chính trưởng làng đã bắt và tàn nhẫn tra tấn ông ta hàng ngày. Hai người nghe xong thì lập tức sợ hãi, nảy ra nhiều nghi vấn, không dám tin rằng trưởng làng hiền hậu luôn giúp đỡ mọi người lại ác độc như vậy. Nam chính đã chạy về thông báo cho ông chú Giang. Vừa nghe xong thì ông cũng gọi thanh tra bác đi kiểm tra cùng. Tới nơi, họ cũng bất giác rùng mình khi nghe thấy nhiều tiếng hét cầu cứu đến vậy. Trùng hợp, tên khốn ở trong đó là hung thủ đã khiến gia đình thanh tra bác bị lừa tiền. Ông không kiềm được lòng mà định lao lên, tẩn cho hắn ta một trận thì bị chú Giang ngăn lại kéo ra ngoài. Sở dĩ, tại sao trưởng làng bắt họ vào một khu như này vẫn còn là một ẩn số. Thế là dân làng liền tập trung tại quán cà phê Hà Oai chất vấn anh ta. Dưới sự trách móc, anh đã nói ra sự thật, lý do làm vậy là bởi những tên cặn bã đó có con mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy người chết. Cơ mà chúng không làm điều tốt, lại lợi dụng đi lừa tiền gia đình của họ. Dù có hơi cực đoan, nhưng trưởng làng không thể để người dân bị hại được, nên đã mạnh tay nhốt rồi cho chúng chịu sự dày vò hàng ngày. Có người cho rằng, nên giao cho cảnh sát xử lý. Người khác lại nói rằng, làm vậy với người sống là mang nghiệp. Thấy rằng không khí càng ngày càng tệ, trưởng làng đã lớn tiếng xin từ chức rồi chạy một mình về phòng. Bà Misa thấy vậy cũng bất bình mà đứng lên quát mắng. Ngôi làng được bình yên đến nay là do một tay trưởng làng che chở, ai cần gì anh ta cũng giúp đỡ hết sức. Vì lo cho mọi người, nên mới nhốt những tên xấu xa lại, đó là việc làm sai trái sao? Nói đến đây, ai nấy đều trở nên yên lặng quay xe. Nam chính cũng vào phòng tâm sự cùng trưởng làng, khiến anh ta nhận ra sai lầm mà đi xin lỗi ông chú Giang. Sở dĩ lúc trước phát ngôn không chuẩn mực, làm ông phải buồn bực. Rất nhanh, ngôi làng lại được trả về sự yên bình vốn có. Trưởng làng cũng làm cho cô Giang Mi vừa được gửi đến một chiếc xe đạp, coi như quà gia nhập cuộc sống của nơi này. Cùng lúc đó, chú Giang và bà Mi ra đang cùng Giang Mi bàn về cái chết của cô. Cô cũng không giấu giếm mà nói rằng, trước khi bị xâm hại, cô đã ghi lại bằng chứng phạm tội vào trong một USB, rồi đem nó giấu vào trong toilet của một hộp đêm ở trung tâm. Sau khi có manh mối, chú Giang đã cùng nam chính và Dong A hành động. Đầu tiên, họ giả nai vào thuê một căn phòng VIP. Sau đó nhờ Dong A lẻn vào nhà vệ sinh nữ, tìm kiếm chiếc USB theo chỉ dẫn, còn hai người đàn ông sẽ đứng ngoài trông chừng. Nhưng do có quá nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn vào họ, nên hai người đã ngại ngùng đi ra chỗ khác đợi tiếp. Dong A cũng không làm mọi người thất vọng khi tìm ra USB. Tuy nhiên, một tên lưu manh lại giở trò sàm sỡ cô ở hành lang. Nam chính lập tức xông tới nói đạo lý làm người, còn chú Giang thì lại gửi cho hắn một cái bạt tai. Xong việc, chú Giang đã đem chứng cứ phạm tội đến cho bạn thân mập mạp của mình. Bên này, Zelna vì biết được tên gớm ghiếc đó thực sự vẫn còn sống, nên đã chủ động thả hắn ra tìm tới Junho để nói rằng, cô ở đây. Tuy nhiên, hắn lại lật lọng đòi Junho một số tiền lớn, khi mới giao ra địa chỉ. Thế là anh đã báo cáo cho cấp trên có manh mối về vụ mất tích của Zelna. Ai nấy nghe xong đều căng thẳng, chuẩn bị đồ nghề, chuẩn bị định vị số điện thoại. Nhưng không may, bọn thế giới ngầm lúc này lại hành động. Chúng bắt cóc Dong A làm con tin để dụ nam chính xuất hiện dưới tầng hầm. Cô cũng nhanh trí bật tín hiệu cầu cứu trước khi ngất đi. Nam chính sau khi nhận thấy nguy hiểm, cũng một mình xông tới xào huyện. Trên đường, anh còn liên lạc cho Junho hãy mau tới đó để giúp một tay. Cơ mà giờ đây, anh đang mù quáng trong việc tìm ra người yêu. Thấy vậy, nam chính đã vô tình nói ra sự thật rằng, Zelna đã mất. Junho vì không dám tin, nên đã tức giận cúp máy rồi tiếp tục định vị tên gớm ghiếc. Và thế là nam chính chỉ đành bất lực một mình đến giải vây cho Dong A. Vì trong nghề lừa đảo nhiều năm, nên rất nhanh anh đã nghĩ ra cách đầu tiên là bật chuông báo cháy khắp nơi. Sau đó ném ra hàng loạt bom khói rồi xông vào cứu Dong A. Bởi không muốn ai vì mình mà phải bỏ mạng, nên anh đã đẩy Dong A ra xe chạy trốn trước, còn bản thân ở lại cầm chân bọn thế giới ngầm. Đứng trước số đông, anh chỉ biết cầm một khúc gỗ phản kháng. Sức một người thì đương nhiên không địch lại cả chục người, nên anh đã nhanh chóng bị chúng đánh cho bầm dập không thương tiếc. Trong lúc mất dần đi ý thức, anh đã nhớ lại những ký ức hồi nhỏ một cô gái đầu chảy đầy máu nằm im trên nền đất. Đứng trước ánh mắt đau thương ấy là một người đàn ông mặc Âu phục bí ẩn. Ngay khoảnh khắc ông ta quay lại, nam chính đã sợ hãi chạy lên lầu lẩn trốn. Sau đó người mẹ Misa đã lên để vỗ về cậu, rồi cũng từ đó không hiểu sao mất tích. Phía bên này, Junho đã đem vali tiền đến như thỏa thuận. Tuy nhiên, tên gớm ghiếc đã nhận ra cảnh sát đang mai phục, nên đã gọi điện cảnh cáo rồi lạnh lùng rời đi. Thấy không còn thời gian, Junho đã gửi lại tiền cho mập mạp, rồi nhanh chóng tiến về khu nhà bỏ hoang của thế giới ngầm.
Ông chú Giang vừa đi uống rượu về chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận thấy cảnh báo nam chính đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, ông cũng lao đi giải cứu anh. Tại hiện trường, nhờ có Rong A chỉ dẫn con đường mòn khác, Jun Ho đã dễ dàng lẻn vào bên trong khu nhà. Nam chính giờ đây đã bị chúng đánh đập cho say sẩm mặt mày rồi. Trong lúc tên đầu sỏ Giang định ra tay kết liễu anh luôn, thì may thay Jun Ho đã kịp thời rút súng ra đe dọa, cảnh sát cũng lũ lượt kéo theo sau, khiến đám thuộc hạ chỉ biết co giò bỏ chạy. Còn Giang thì vẫn dí thẳng con dao vào, giữ nam chính làm con tin. Tuy nhiên, ông chú Giang với bước chân lặng lẽ từ đâu lao tới, đánh cho hắn ta một gậy khiến toàn bộ ý thức tắt lịm đi. Sau đó, nam chính đã được đưa đi cấp cứu, may thay vết thương không quá nặng nên đã nhanh chóng hồi phục. Còn tại phòng thẩm vấn bây giờ, tên Giang vẫn thản nhiên không khai bất cứ thứ gì, chỉ xin gọi một cuộc điện thoại, nhưng đối phương lại không bắt máy. Hết cách, họ chỉ đành tạm giam hắn lại để tiếp tục điều tra. Cơ mà chưa kịp nghỉ ngơi, thì tên gớm ghiếc lại gọi điện đến đòi tiền của Jun Ho. Vì không tin gieo nhà đã mất, nên anh vẫn mù quáng làm theo yêu cầu của hắn ta. Quả nhiên sau đó tiền đã biến mất mà gieo nhà vẫn chẳng thấy đâu. May thay mập mạp đã phục kích từ trước, nên đã tóm được cổ hắn ta về đồn. Nhìn địa chỉ ghi trên một tờ giấy là một khu rừng hoang trên đồi, Jun Ho tức giận lao và nắm cổ hắn ta điên cuồng tra hỏi tung tích người yêu. Thế nhưng lời khai của tên gớm ghiếc đã làm cho Jun Ho hoàn toàn suy sụp. Sở dĩ trước đây nam chính cũng đã từng nói với anh y hệt như vậy, rằng là trên ngọn núi đó có một ngôi làng của người chết và Gieo Na đang ở đó. Nghĩ đến đây, anh đã một mạch hẹn gặp nam chính tại cánh đồng gần đấy. Gieo Na tình cờ đi ngang qua cũng hốt hoảng chạy lại, cơ mà cảnh tượng Jun Ho nổi giận nắm lấy áo nam chính đã làm cho cô trở nên kinh hãi tột độ. Tại sao anh lại chạm được vào nam chính mà không phải là mình? Sau đó Jun Ho còn nhìn thẳng vào anh ta mà buông lời trách móc. Anh vẫn cho rằng Gieo Na chưa chết và câu chuyện ngôi làng của người chết là hoang đường. Sau khi buông lời cảnh cáo xong, anh đã cạch mặt nam chính mà rời đi. Gieo Na bên cạnh thấy thế, vẫn cố gắng nắm lấy tay anh nhưng vẫn không có cách nào làm được. Cô còn định chạy theo người yêu ra khỏi ngôi làng thì bị nam chính ngăn lại. Vừa hay cảnh này lại bị Rong A và chú Giang bắt gặp. Trong mắt Rong A thì người yêu mình như đang bị thần kinh vậy. Chú Giang nhận thấy không ổn, cũng kéo cô rời ngay khỏi đó. Về nhà, ông đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Tưởng rằng cô sẽ không tin giống với bao người khác, cơ mà lạ thay cô lại tin sái cổ không hề nghi ngờ chút nào. Còn nam chính bây giờ thì khổ rồi. Gieo Na nghĩ anh đã lừa dối cô suốt thời gian qua, nên đã tức giận bỏ đi. Anh cũng chẳng biết biện minh thế nào cho việc mình còn sống. Tình cờ, bà Misa cũng nghe được tin con trai vẫn chưa chết. Thế là đã ra hiệu cho anh nhanh đuổi theo hóa giải hiểu lầm cho Gieo Na, còn mình thì ngã quỵ xuống cánh đồng mà vui mừng đến mức rơi cả nước mắt. Vì không còn cách nào an ủi được Gieo Na, nam chính chỉ đành lén đi gặp chủ tịch tập đoàn Mặt Trời và nói ra những ký ức hồi nhỏ anh vừa mới nhớ lại được. Qua thông tin mà anh cung cấp, chủ tịch đã đề phòng hơn đối với cấp dưới của mình. Tuy nhiên, chưa kịp moi được lời khai gì từ tên đầu sỏ Giang, hắn đã sủi bọt mép, lăn đùng ra chết sau khi ăn thức ăn trong trại giam. Điều đó đồng nghĩa rằng tên chủ mưu đã âm thầm hạ độc để bịt miệng hắn. Jun Ho vừa nghe tin cũng nhanh chóng thông báo chủ tịch, thì hay tin nam chính đã tới trước mình một bước. Nhân lúc có cả hai người ở đây, bà đã đưa cuốn nhật ký của người con gái quá cố. Bà trình bày rằng mình vẫn còn một đứa cháu trai, mong họ có thể sử dụng nó để sớm tìm ra hung thủ thật sự, để đảm bảo an toàn cho những người có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt. Ban đầu bà đã đưa cuốn sổ cho nam chính, nhưng sau đó anh lại đá mắt đẩy cho Jun Ho nghiên cứu về nó. Về trụ sở, anh đã đọc đi đọc lại rất kỹ toàn bộ nội dung cuốn nhật ký. Đối chiếu với tình hình hiện tại, anh đã một mạch tiến tới căn cứ của nam chính, cùng mọi người hợp tác cùng nhau vạch ra những nạn nhân đã chết, để loại trừ thủ phạm. Tại đây, nam chính cũng đã đưa ra ba cái tên cấp dưới đáng nghi nhất. Thế là anh đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để gài chúng lộ diện, đó là phối hợp với chủ tịch tập đoàn Mặt Trời, cải trang thành cháu trai bà. Điều đó đồng nghĩa với việc thủ phạm thực sự sẽ không được hưởng cổ phần, hắn sẽ chủ động tìm đến người cháu trai ấy mà ra tay thủ tiêu. Quả nhiên, sau khi thông báo cho hai tên cấp dưới tập đoàn, chúng lập tức lợi dụng đêm tối mở két sắt lấy tài liệu mật của chủ tịch ra, rồi hẹn nhau tới một khách sạn xa hoa để bàn kế hoạch chiếm hữu tập đoàn. Vì tranh giành quyền lực nên một cấp dưới đã bị vu oan đuổi khỏi công ty, chỉ còn lại hai kẻ tai to mặt lớn này hành động. Tuy nhiên, nam chính và Jun Ho đã phát giác được vấn đề, hai người liền bám sát đuôi chúng cho tới tận nơi. Cơ mà không lâu sau đó, chỉ có mắt kiếng là kẻ đã rời ra khỏi khách sạn, còn tên còn lại thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Hết cách, Jun Ho chỉ đành bỏ lại nam chính mà theo chân mắt kiếng, anh thấy thế cũng chỉ biết mò lại về làng tìm mẹ tâm sự. Tại đây, bà đã nói chồng mình là thanh tra bác, đem tập hồ sơ vụ án giết người đến hội họp với chú Giang và nam chính, để nghiên cứu ra những tên khả nghi. Có được một số thông tin quan trọng, nam chính định liên lạc cho Jun Ho. Tuy nhiên, sau khi chẳng thu thập được thông tin gì từ mắt kiếng, anh đã tự trách bản thân vô dụng mà nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ cùng Gieo Na, đồng thời bất giác tin vào ngôi làng của người chết thật sự tồn tại, mà lao đến cánh đồng hoa ngồi, buồn bã gọi tên người yêu. Gieo Na dường như cảm nhận được điều đó, nên cũng xuất hiện bên cạnh anh mà nói ra những lời an ủi. Cơ mà vốn dĩ người sống không thể nghe được giọng người chết, nên Jun Ho chẳng những không bình tĩnh mà còn gào khóc trong đau đớn. Phía bên này,
chú Giang cũng tích cực đưa tài liệu về con gái hai Onji của mình cho Dong A, để cô giúp ông sớm tìm ra tung tích của con gái. Thậm chí chú Giang còn nỗ lực quay lại hiện trường vụ mất tích năm xưa, đưa những tập giấy tìm con gái cho bảo vệ nơi này giúp đỡ. Cùng lúc đó, nam chính và Dong A từ đâu cũng xuất hiện, đưa ra một tin vui bất ngờ. Đó là tự tay làm ra những áp phích nhận dạng hai Onji một cách tuyệt vời hơn. Quả nhiên, người đi đường qua lại đều chú ý tới thông tin mà họ cung cấp. Nhưng chưa kịp vui mừng, thì ông bạn mập mạp đã liên lạc. Đầu dây bên kia nói rằng trong quá trình thẩm vấn nghi phạm số 1, tên tâm thần đó vẫn không hề nói ra bất cứ thông tin có ích nào. Sau đấy dường như chú Giang có một dự cảm không lành về con gái. Ông bất giác hát lại bài hát hai Onji hồi xưa thích nhất. Tuy nhiên, bên kia tên tâm thần cũng hát y nguyên ca khúc đó, thậm chí những hình ảnh về hai Onji còn xuất hiện trong đầu hắn. Ngày hôm sau, cảnh sát trích xuất USB mà chú Giang cung cấp đã tóm được hung thủ sát hại cô gái Giang Mi trong ngôi làng. Sau khi hắn thú tội đã dẫn họ tới một khu đất hoang, đào lên thi thể Giang Mi mà hắn đã chôn giấu từ lâu. Khoảnh khắc đó, linh hồn của cô cũng dần dần có dấu hiệu mờ nhạt. May thay cô vẫn kịp đạp chiếc xe mà trưởng làng tặng đến gặp từng người mà tặng bó hoa, coi như lời từ biệt của cô. Ngay sau đấy, bóng dáng Giang Mi đã dần dần tan vào làn khói xanh. Linh hồn của một cô gái tội nghiệp đã được siêu thoát thành công. Người dân nhìn theo đều nở một nụ cười hạnh phúc cho linh hồn đó. Phía bên này, chủ tịch đã công bố thông tin tìm được cháu trai ra công chúng. Điều này đã trở thành một chủ đề nóng hổi, thu hút cả trăm phóng viên và nhân viên đến dự. Cùng lúc này, nam chính cũng xuất hiện với tư cách là cháu trai của chủ tịch. Tuy nhiên, 5 phút sau cuộc họp đã cho kết thúc vì một sự cố bất ngờ. Hóa ra trợ lý đã báo cáo là cấp dưới bụng phệ đã bị hạ độc trong một khách sạn. Junho vừa nhìn đã biết ngay chuyện này do mắt kiếng gây ra, nên đã tìm đến tận nơi tra hỏi hắn ta một cách tỉ mỉ. Bởi lẽ tối qua chỉ có mắt kiếng là người bước ra từ khách sạn, còn bụng phệ thì không. Cơ mà hắn vẫn thản nhiên phủ nhận tất cả mọi thứ, còn đến uy hiếp nam chính. Hãy từ bỏ, đừng cố diễn màn kịch cháu trai của chủ tịch tập đoàn nữa. Sau đó mắt kiếng lại đi thao túng tâm lý chủ tịch của mình, còn thẳng thắn nói rằng nam chính không phải cháu ruột của bà. Con rắn trốn lâu ngày rồi cũng lòi đuôi, mục đích của họ đã gần như đạt được thành quả. Thế nên chủ tịch đã giả vờ rời đi, để lại nam chính đối phó với mắt kiếng. Tại đây hắn đã thẳng thắn nói ra mình muốn cổ phần của tập đoàn, bởi đã cống hiến 30 năm trời, không muốn chia cho bất kỳ ai miếng mồi béo bở này. Đột nhiên, nam chính nói ra những cái tên nạn nhân mà hắn đã thuê người ra tay sát hại, mắt kiếng bỗng chốc rơi vào thế bị động, trơ mắt nhìn anh rời đi trong đắc ý. Tuy nhiên không lâu sau, hắn đã hẹn nam chính đến một nơi khác, rồi tự mình đưa chủ tịch đến một biệt thự bỏ hoang để dễ dàng ra tay hành động. May thay Dong A đã gắn định vị lên người chủ tịch, nên đã phát hiện ra điều đó. Nam chính biết tin cũng nhanh chóng cong chân chạy đi hỗ trợ. Quả nhiên mắt kiếng đã bộc lộ bản chất thật sự. Trước mặt chủ tịch, hắn thú nhận mọi tội ác xảy ra vừa qua là do một tay mình làm nên, kể cả hai cấp dưới của chủ tịch cũng là do hắn thủ tiêu. Sở dĩ mắt kiếng làm vậy là để độc chiếm tất cả cổ phần của chủ tịch. Đến lúc này, bà cũng nhận thức được nguy hiểm định gọi cho nam chính, cơ mà hắn đã bắt đầu rút ống tiêm mạnh, bạo ra tay với chủ tịch. Đến lúc nam chính xuất hiện, thì bà đã nằm yên bất động trên sàn rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh đã hùng hổ lao tới tẩn cho mắt kiếng một trận. Tuy nhiên, con cáo giả đó nhân lúc anh mất cảnh giác mà lao lên khống chế rồi chích cho anh một mũi. May mắn Junho kịp thời lần theo định vị, xông tới giải cứu hai người. Anh bắt tên đeo kính về đồn tra hỏi. Tại đây anh đã đưa ra tấm hình cô người yêu Zelna của mình trước mặt hắn, nhưng mắt kiếng vẫn dửng dưng không khai điều gì cả. Bên này chủ tịch và nam chính sau đó cũng được cấp cứu thành công tỉnh lại. Junho cũng đã tìm ra đầy đủ bằng chứng để buộc tội hắn cơ mà. Với ngần đó thì vẫn chưa đủ để kết tội hắn với bản án nặng nhất. Cùng lúc này ông chú Giang cũng đã nhận được thông tin con gái cảnh sát vừa tìm được đồ dùng của tất cả nạn nhân trong một chiếc thùng, thế nên mập mạp đã gọi chú Giang đến xác nhận di vật do Henry để lại nam chính và Dong A. Nghe tin cũng hoảng hốt bám theo sau tại trụ sở cảnh sát. Họ đã xác nhận hai Onji là một trong những nạn nhân bị sát hại. Ông chú Giang vừa nhìn đã không đứng vững nổi mà quỵ xuống đau đớn bật khóc. Những ký ức tươi đẹp của con gái bỗng hiện lên trong đầu. Vậy là tên nghi phạm số 1 đã nghiễm nhiên được xác nhận là hung thủ giết người hàng loạt. Ông chú Giang cũng được gọi đến phòng tra khảo để chứng kiến cuộc trò chuyện của hắn. Sau hàng loạt chứng cứ mà mập mạp đưa ra, hắn đã nhận ra cô gái hai Onji là do mình giết, nhưng vẫn yên lặng, không mở mồm nói ra điều gì cả. Chú Giang thấy thế lập tức trở nên kích động, mà trở nên điên cuồng. Cảnh sát thấy thế chỉ biết đưa ông ra ngoài ổn định tinh thần. Mập mạp trong này cũng vì quá tức giận thay bạn mình mà đấm một cú như trời giáng vào mặt hắn. Trở về ngôi làng, mọi người cũng hay tin nên đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, đặc biệt quan tâm đến chuyện của con gái chú Giang. Sau đó mọi người đã tạm thời gác lại chuyện cô con gái hai Onji mà tiếp tục hành động để thu thập chứng cứ buộc tội mắt kiếng trước. Thế là Junho lấy thân phận thanh tra của mình, giả vờ trực ca tiếp theo, để nam chính lẻn vào phòng giam cùng chiếc máy ghi âm dụ hắn nói ra tất cả. Quả nhiên, dưới sự kích động của nam chính, hắn đã thú nhận tội lỗi của mình. Những nạn nhân bị nghi ngờ là cháu, chủ tịch để cho một tay hắn giết hết. Nam chính nghe vậy, cũng trở nên tức giận mà điên cuồng ra tay với mắt kiếng. May thay Junho đã kịp thời ngăn cản để tránh hậu quả về sau.
Tuy nhiên, anh cũng chẳng khác nam chính chút nào. Ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì lại điên cuồng tra hỏi Jeona đang ở đâu. Xong việc, Junho đã mở phòng tra khảo lấy thêm thông tin, đoạn ghi âm đã đủ để kết tội cho mắt kiếng. Cơ mà, họ vẫn cần biết xác của các nạn nhân đang bị chôn giấu ở đâu. Tuy nhiên, hắn vẫn thản nhiên khiêu khích với vẻ mặt tỉnh bơ. Junho vì tức quá hóa giận nên đã trở nên kích động muốn đụng tay chân. May thay đồng đội đã kịp thời kéo anh ra ngoài. Cùng lúc đó, nam chính cũng gọi anh tới một bãi biển. Nơi này chính là nơi mà mắt kiếng đã cho người ném Jeona xuống. Thông tin này là từ miệng linh hồn Jeona nói ra. Trong quá trình điều tra, nam chính cũng phát hiện tên thuyền trưởng là tay sai của mắt kiếng, nên đã lừa hắn tới đây, rồi giao phó cho Junho xử lý. Đội trục vớt rất nhanh cũng có mặt tại hiện trường vụ án. Trong lúc chờ đợi, nam chính đã dẫn Junho tới ngôi làng người chết, làm trung gian để cặp tình nhân gửi gắm những lời yêu thương cuối cùng. Biết được rõ ràng đối phương đang đứng bên cạnh, nhưng lại không chạm được hai người chỉ biết ngồi xuống bật khóc nức nở. Cuối cùng cơ thể lạnh lẽo của Jeona cũng được trục vớt thành công. Junho lập tức quay về, nhìn theo bóng dáng ấy mà gục ngã trong đau đớn. Linh hồn Jeona tại ngôi làng cũng mãn nguyện mà tan theo làn gió. Trong đám tang, chủ tịch cũng tới thăm viếng Jeona vì mình mà phải hy sinh. Tuy nhiên, nhìn kỹ vào bức ảnh, bà đột nhiên cảm thấy có điều gì đó sai sai. Hóa ra dây chuyền trên cổ Jeona chính là kỷ vật của con gái mình. Tới đây bà đã cho gọi Junho tới công ty nói chuyện riêng, rồi xin được xem lại mặt sau của sợi dây chuyền. Nếu nó có chữ S thì chắc chắn đó là của con gái bà. Quả nhiên, đúng như dự đoán, Junho là cháu trai của mình. Sở dĩ chủ tịch biết là vì trong cuốn nhật ký, con gái bà đã viết rằng, đứa con đầu lòng được gửi tới một cô nhi viện cùng dây chuyền. Sau đó, viện trưởng cũng nhận nuôi thằng bé làm con trai mình, rồi gìn giữ món kỷ vật đó tới khi trưởng thành sẽ trao lại cho cậu. Mà Junho lại dùng nó làm vật cầu hôn Jeona. Nói tới đây, anh dường như đã hiểu hết mọi chuyện mà hốt hoảng trở về tại nhà. Anh đã trách móc mẹ tại sao lại lừa dối mình suốt bao năm qua. Bởi lẽ làm vậy là để giữ an toàn cho anh, vì mẹ nuôi biết rằng nếu để lộ thông tin thì bọn xấu xa làm hại Junho. Nói xong thì cả hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Junho cũng không trách móc mẹ mình nữa, và cũng dần chấp nhận chủ tịch là bà ngoại của bản thân. Khi vụ của mắt kiếng đã đâu vào đấy, chú Giang lại tiếp tục quay về xin gặp mặt hung thủ để tìm ra con gái. Hết lần này đến lần khác gửi đơn xin phép được gặp mặt hung thủ, cuối cùng ông đã được gặp mặt tên tâm thần đó. Những ký ức về Hai Onji đột nhiên nảy ra trong đầu hắn. Hóa ra trước đây tên độc ác này làm nhân viên trong khu công viên giải trí đó. Sau khi ra tay, hắn đã đem thi thể cô bé lên ngọn núi trên đồi chôn giấu. Nhưng chưa kịp nói rõ là ngọn đồi nào, thì thời gian thăm tù đã hết. Biết hắn đã thay lòng đổi dạ, nên mập mạp đã mở phiên tra khảo. Cơ mà khi đưa những đồ dùng của tất cả nạn nhân ra trước mặt, tên thần đó đã ngộ nhận chúng là đồ chơi quý báu của mình. Tuy nhiên, mập mạp đã phản bác, đó là của nạn nhân, rồi liên tục tra hỏi xác của họ được giấu ở đâu. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm, mà chỉ lo lắng cho đồ chơi của mình. Vì quá đau buồn, nên chờ lúc đêm tối, hắn đã quên sinh trong nhà tù. Ngày hôm sau, chú Giang một lần nữa kiên trì tới thăm tù để moi thông tin, thì được canh ngục ở đây bảo rằng, hắn đã về với đất mẹ. Nghe xong thì chú Giang lập tức ngã quỵ xuống đất. Vì nếu hung thủ ra đi, thì không cách nào tìm được thi thể cô con gái. May thay mập mạp đã điều tra ra khu mộ trước đây của nhà hắn, trùng hợp nơi đó lại chính là khu rừng bên cạnh ngôi làng người chết. Thế là hàng trăm cảnh sát liên tục xới tung mảnh đất trong mấy giờ đồng hồ. Vì nơi đó cũng gần nhà ông chú Giang, nên nam chính đã kéo luôn ông đến hiện trường xem xét. Quả nhiên, họ đã tìm được một đống xương người được chôn tại nơi này. Cùng lúc đó, ngôi làng phía dưới chân đồi đã biến mất khỏi tầm mắt của chú Giang. Vốn tưởng rằng ông bị hoa mắt, cơ mà nam chính thì vẫn thấy rõ ngôi làng, chứng tỏ trong số mảnh xương được đào sáng nay, có thi thể của con gái ông trong đó. Nên mọi vướng bận trong lòng ông đã được xóa tan. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu thi thể mẹ nam chính được tìm thấy, anh cũng sẽ không còn nhìn thấy được ngôi làng người chết nữa. Nói đến đây, chú Giang đã ngã quỵ xuống khóc lóc như một đứa trẻ, vì nỗ lực tìm con gái trong suốt chục năm qua đã chấm dứt. Ông buồn bã đến trước di ảnh của vợ, liên tục xin lỗi bởi không đưa được con gái còn nguyên vẹn đến thăm mẹ. Rồi ông dặn dò hai người ở dưới đó phải biết chăm lo cho nhau, còn bản thân vẫn còn việc phải làm, sẽ xuống thăm mọi người sau. Xong xuôi tất cả mọi việc, nam chính đã trở về làng thăm mẹ. Lâu lắm rồi mới có dịp để hai mẹ con gần gũi với nhau, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào tình thương. Rồi cơ thể của người mẹ và thanh tra bác đột nhiên mờ dần, chứng tỏ ở đâu đó đã có người tìm thấy thi thể của họ. Đến đây, người mẹ đã nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện lần cuối, dặn dò con trai giữ gìn sức khỏe rồi biến mất trong không trung. Không lâu sau, trên TV cũng chiếu những bộ hài cốt liệt sĩ được đào sâu dưới ngọn núi giữa ranh giới Triều Tiên và Hàn Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trưởng làng cũng sắp được siêu thoát. Sở dĩ 100 năm trước anh đã vì tổ quốc mà bị lính Nhật hạ sát, từ đó nam chính và chú Giang không thể quay về tìm thăm ngôi làng được nữa. Tuy nhiên, họ đã trở thành một gia đình bất đắc dĩ từ lúc nào không hay. Dòng A cũng mua cho chú Giang một chiếc vòng tay, minh chứng cho điều đó họ lại tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình, đứng lên tìm kiếm công lý cho những mảnh đời đáng thương. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
hãy đăng ký cho kênh để ủng hộ kênh nhé.